Nhăn cổ mừng rồi. Đầu tiên là 6 giờ. 6 giờ thứ hai hội trình trí và đầu 7:30, 7:30 thì bắt đầu cuốn trôi hết cả nhà cả người. Không kịp chạy. Mất cái cháu là cháu gì bị cuốn trôi ạ? Cháu bị ngân văn kiêm là một này. Thứ hai là vi thị oại, tức là cháu của bác ạ. Là trong làng thôi. À, cháu thì là cháu do lo thị quản, thứ hai là vi thị súng, thứ bốn là anh rể Hà Văn Tiệu, thứ năm là Hà Thị Thăm, và thứ tư là vi thị Quynh, tên Quynh, tên ơi là thằng vi Nguyễn Văn Lâm. Trong gọn thì không có việc gì, nhưng nhà cửa thì trắng tay chứ còn cái gì nữa. Mày mới chịu mày vốn ngân hàng của em thấy cái gì em trả đây.